Ngày 11 tháng 10, công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Thọ, 17 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra sơ bộ, khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 10, tổ tuần tra cảnh sát giao thông thuộc công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiến hành làm nhiệm vụ ở tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện thọ chỉ huy xe máy mang băng kiểm soát 60 x 2 3071 không có kính chiếu hậu nên ra tín hiệu dừng xe. Thiếu niên 17 tuổi không chấp hành mà chỉ huy xe lao xe vào người một cán bộ trong tổ tuần tra khiến cả hai trượt xuống đường bị thương. Công an đã đưa thọ về trụ sở và có khai báo như trên.